ngày 19. Matthew đoạn 17. Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Dân là em Gia-cơ cùng đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy. Mặt Ngài sáng loài như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này, có Mô-xê và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phêrô bèn cắt tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Với bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho mô se và một cái cho E-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sắp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giêsu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng, hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lệnh cấm rằng, các ngươi, sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi con người từ cả chết sống lại. Môn đồ hỏi ngài rằng, vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng, Eli đã đến rồi và người ta không nhận biết. Xong, họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy môn đồ bèn hiểu rằng ngài nói đó là nói về dân báp-tít sai đoạn sáu bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ dái ở dưới một dân có môi dơ dái bởi mắt tôi đã thấy vua tức là đức giê-hô-va vạn quân esai sai đoạn một ánh sáng thấy chúng chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta.